Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Xây dựng bết bát, Nguyễn Thanh Nghị hô hào to tiếng, nhưng việc nhỏ làm không xong. Ông Nguyễn Thanh Nghị có học vị cao là học vị tiến sĩ từ Mỹ, về nước đã được đưa lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đời quan độ của ông Nghị hành thông không phải ai cũng có được, vừa có thực học vừa có thực quyền. Tuy nhiên, thực học và thực lực đôi khi lại không giống nhau. Ông Nguyễn Thanh Nghị ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng là đúng với chuyên môn, với hành trang, khó có ai bì được. Là người học cao, có bằng cấp xịn thì cũng phải là một ông bộ trưởng có năng lực. Và Nguyễn Thanh Nghị đã làm một chính sách mà những người tiền nhiệm của ông ta chưa làm, chưa dám hoặc không dám làm. Đó là quyết xây bằng được 1 triệu căn nhà xã hội. Nếu dự án này thành công thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ gây tiếng vang rất lớn trên cả nước. Tác phẩm của ông Nguyễn Thanh Nghị. Dự án 1 triệu căn nhà là dự án rất lớn, lớn so với tầm của Bộ Xây dựng Việt Nam. Bởi để triển khai dự án thì ông Phạm Minh Chính phải chỉ đạo liên bộ, trong đó có Bộ Tài chính, liên quan đến độ giải ngân cho việc xây dựng dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề quỹ đất cho dự án xây dựng. Ngân hàng Nhà nước thì hỗ trợ các gói vay cho người có thu nhập thấp. Có thể nói, dự án 1 triệu căn nhà xã hội là dự án mà Nguyễn Thanh Nghị viết cho ra chính phủ thực hiện thì đúng hơn, bởi nó đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành. Nếu dự án thành công thì người hưởng lợi là Nguyễn Thanh Nghị vì chính sách này khởi phát từ ông. Tuy nhiên, nếu thất bại thì ông Nghị cũng phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác cả. Có vẻ như ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ nghĩ đến khả năng thành công chứ không nghĩ đến thất bại. Dự án 1 triệu căn nhà đã bắt đầu. Tuy nhiên, vấn đề cũng đã xuất hiện, đấy là gói vay 120.000 tỷ đồng đang quá xa tầm với người nghèo. Không biết ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khai thông dòng vốn này như thế nào? Vấn đề quỹ đất hiện nay cũng đang là trở ngại rất lớn khi có đến 70% trong dự án chưa bố trí được quỹ đất. Những vấn đề trên không phụ thuộc vào phạm vi xử lý của Nguyễn Thanh Nghị nên ông Nghị không thể can thiệp vào, mà chỉ có thể ông Phạm Minh Chính mới làm được mà thôi. Còn về năng lực của ông Thủ tướng Việt Nam hiện nay như thế nào, thì đấy còn là một câu hỏi to tướng. Việc nhỏ ông Nghị làm không xong, không biết việc lớn ông ta sẽ xoay sở thế nào đây? Vào ngày 28 tháng 6, tờ báo Vietnamnet cho biết Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm chưa đạt tới 10%. Các dự án công đã được dự toán và lên danh sách từ năm ngoái để đệ trình Quốc hội phê duyệt. Dự án thì đã có nhưng khi tiền rót về lại không giải ngân được thì phải xem là bị nghẽn ở khâu nào. Làm ông bộ trưởng đã nửa nhiệm kỳ thì lẽ ra ông Nguyễn Thanh Nghị phải chỉ đạo cấp dưới sẵn sàng cho dự án, nhưng tại sao ông lại để bị nghẽn đến như thế? Được biết tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chỉ là 767,45 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 575 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là có 191 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Nghị là bộ trưởng đầy tham vọng. Đây là con số rất nhỏ mà thực tế để ách tắc thì không biết năng lực của Nguyễn Thanh Nghị đến đâu. Ông Nghị đang theo đuổi dự án 120.000 tỷ. Trong khi đó, những dự án có tổng trị giá gần 800 tỷ đồng, ông lại không làm được, thì cần phải đánh giá lại năng lực của bộ này. Trong chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, không biết tìm đâu ra một nhà quản lý tốt. Có chăng chỉ là nhà quản lý tốt theo nguyên tuyên truyền, chứ thực lực thì tìm không ra. Bởi nếu có thì xã hội Việt Nam đã khác rồi, và nếu Đảng Cộng sản tạo ra được những con người có thực lực, thì họ cần chi đến tiến bộ, và cần gì đến bộ máy tuyên truyền khổng lồ để mà bản thân tô vẽ cho mình, tô vẽ kiệt xuất và vĩ nhân, tô vẽ người xuất chúng để làm gì. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Bộ Xây dựng bết bát, Nguyễn Thanh Nghị hô hào to tiếng nhưng việc nhỏ làm không xong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh úp nhanh như tia chớp, Vượng Vin đỡ sao nổi. Ngành ô tô điện vẫn còn đang phát triển rất chậm chạp bởi người dùng ô tô xăng còn chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện. Vấn đề lớn nhất là hạ tầng cung cấp năng lượng cho xe điện không thể bì được với hệ thống phân phối xăng dầu. Hơn nữa, xe điện đã qua sử dụng bán lại rất mất giá. Nguyên nhân là do pin bị lão hóa, nếu thay pin mới thì rất tốn kém. Nói chung, xe điện không lý tưởng như xe xăng. Không ít người thử dùng một đời xe điện thì lại quay trở về dùng xe xăng. Tại Việt Nam, vấn đề là nếu dùng xe điện đi đường xa thì làm sao để sạc điện đây? Khi sạc phải tìm đến trạm sạc đúng tiêu chuẩn, rất bất tiện. Ở những vùng xa thì không có trạm, trong khi đó nếu đi xe xăng không phải vất vả như thế. Đó là một trong những nguyên nhân khiến xe điện không thể phổ cập nhanh cho được. VinFast muốn đón đầu xu hướng của thời đại, nhưng xem ra sự phán đoán ấy không chuẩn. Người Việt Nam vẫn ưu tiên mua xe xăng, người dùng xe điện chỉ là muốn trải nghiệm mới mà thôi. Thường những người mua xe điện là trong nhà đã có xe xăng, theo tìm hiểu của nhiều người được biết như vậy. Ô tô điện Trung Quốc vừa rẻ lại vừa tiện. Xe điện đang bị ba lực cản lớn làm cho nó chưa thể phát triển nhanh, đó là hạ tầng cung cấp năng lượng, giá thành và mức độ giữ giá sau khi bán. Nếu phá bỏ được những cản lực này thì lúc đó xe điện mới có thể cạnh tranh ngang ngửa với xe xăng. Còn bây giờ thì chưa. Các nhà sản xuất xe điện muốn thúc đẩy nhu cầu khách hàng cho loại xe này thì phải nghiên cứu phá bỏ ba cản lực này. Trạm sạc di động không tiện bằng trạm sạc điện gia đình. Nếu việc nạp năng lượng cho xe điện trở nên dễ dàng hơn thì sẽ giúp cho người mua xe điện tiềm năng dễ dàng cân nhắc. Nắm bắt được khó khăn của khách hàng, hiện nay hãng TMT Motor của Trung Quốc đã chính thức ra mắt xe ô tô điện Vung Linh, sản phẩm khi mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam có giá bán chỉ có 239 triệu đồng, có thể sạc ở mọi ổ điện dân dụng. Giá đã thấp mà còn tiện lợi, đây quả là cú đấm trời giáng vào thương hiệu VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Được biết, Vung Linh là sản phẩm được nghiên cứu phát triển bởi liên doanh của General Motors Mỹ, ra mắt từ tháng 7 năm 2020. Vô Linh lập tức tạo ra nên cơn sốt trên thị trường Trung Quốc, đồng thời trong 3 năm liền 2020, 2021 và 2022 trở thành mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới, theo số liệu của Jacto chia sẻ. Riêng năm 2022 vừa qua, Vô Linh tiếp tục cho thấy sức hút và tăng trưởng mạnh khi đạt ra lượng bán xe lên tới 554.000 chiếc xe, tăng 30% so với năm trước đó. Hiện nay hãng này chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Xem ra xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng lành ít, giữ nhiều. Có vẻ như tung đòn yêu nước đã hết tác dụng bởi những tuyên truyền về thứ lòng yêu nước bị méo mó của đội ngũ dư luận viên đã bị cộng đồng mạng giải ảo. Ông Phạm Nhật Vượng cần đi vào vấn đề cốt lõi của một doanh nghiệp toàn cầu, đó là chất lượng, là cải tiến, là hậu mãi, là uy tín. Đã là doanh nghiệp toàn cầu thì phải đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để mà giành lấy lợi thế cạnh tranh. Đi tìm trạm sạc khó khăn hơn tìm cây xăng rất nhiều. Lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực có tốc độ thay đổi nhanh như điện. Nếu công nghệ mà yếu thì rất khó có thể trụ vững trong thời đại này. Hồi đầu thế kỷ, tốc độ cải tiến ô tô rất chậm, nhưng từ khi có công nghệ điện tử thì tốc độ cải tiến càng nhanh hơn. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã xâm nhập vào ô tô công nghệ thì tốc độ cải tiến càng phải nhanh hơn nữa. Nếu không có sản phẩm mới được tung ra liên tục thì trước sau gì doanh nghiệp cũng phá sản. Sự cải tiến ô tô điện thành sản phẩm có thể cắm chung ổ điện sạc với điện thoại di động thì rõ ràng đây là một cải tiến mang tính đột phá. Nếu VinFast không bắt kịp thì e rằng họ vẫn mãi đốt tiền vì không thể mở rộng thị trường. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình tiếp với bản tin đánh úp nhanh như chớp, Vượng Vin đỡ sao nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa,
thời báo.de.